Mô hình nuôi lươn mới. Mến chào các bạn, hôm nay mình lại quay chia sẻ cái bùn lươn của thằng em mình. Nó thả 1.500 con đó các bạn, thì đến nay là nó hơn 1 tháng rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy lươn đều ha, đó bây giờ đang cho ăn. Nói chung là cho ăn là cái buổi này là buổi thứ hai, là buổi thứ nhất là buổi sáng, buổi thứ hai là hơi tối. Các bạn nhìn thấy nó lên ăn mèo để có 1.500 nha các bạn. Mình có nói với các bạn đó là nuôi đầu tiên thì mình nên nuôi thưa thôi, đừng nuôi dày quá. Nó ăn ngay chốc chốc luôn ha. Thì cái nguồn nước tốt á, cho nên là nghe mình nó bơm thẳng luôn, bơm thẳng vào trong bồn lươn luôn, thay thẳng luôn chứ không cần qua bể lắng. Còn nước giếng khoan mà của các bạn không tốt thì các bạn phải lắng lại nha. Cái này mình cũng có nói hoài các bạn, cho nên phần này các bạn phải lưu ý chỗ này. Chung thì nguồn lươn mà các bạn thấy nếu mà nó phù hợp nước rồi thì rất là dễ các bạn, nuôi thấy nó khỏe lắm. Còn mà nước của các bạn mà nó không phù hợp thì các bạn nuôi nó cứ bập bênh mãi, 2-3 ngày là nó bỏ ăn, từng 2 tuần là nó bỏ ăn, các bạn thấy nó rất là khó. Chính vậy mình cũng có chia sẻ các bạn là cái nguồn nước á là cái rất là quan trọng các bạn. Nên bạn nào mà muốn nuôi lươn được á thì các bạn phải chuẩn bị nguồn nước cho nó tốt. Có nguồn nước tốt thì các bạn nuôi rất là khỏe luôn. Chỉ cần lo phần cho ăn và một ít thuốc thôi, không lo tới vấn đề nước. Hồi lúc bắt thì khoảng size 500 các bạn, bây giờ nó cũng hơi to hơn à, to hơn nhiều. Ở đây mình cũng nói các bạn luôn là mình quay cũng nhiều cái video các bạn đó, cho nên thì nói chung là những cái kinh nghiệm cũng như cái mà mình biết được mình cũng chia sẻ rất là nhiều à đó, cho nên bây giờ mình cũng yêu cầu các bạn là nếu mà các bạn nào có cái vấn đề thắc mắc á thì các bạn comment ở phần phía dưới cho mình, hay có gì mình chia sẻ. Còn quay nhiều video quá bây giờ cũng không biết quay cái gì nữa các bạn. Chỉ là lương ăn, rồi trị bệnh, rồi xử lý nguồn nước, rồi xây bể, xây bồn, rồi làm hệ thống ống này nọ thì coi như là đã chia sẻ hết rồi. Bây giờ chỉ đợi là các bạn làm thành công hay là gì thôi. Nếu mà các bạn có vấn đề gì thắc mắc thì các bạn comment cho mình. Đó, trong cái khả năng của mình hiểu được thì mình sẽ chia sẻ các bạn, rồi cũng là động lực để mà mình có những cái suy nghĩ, rồi làm thêm những cái video để cho các bạn có thêm những cái phần hiểu biết nhiều hơn về nuôi lươn. Thì mình cũng không nói là mình biết hết đâu các bạn, ai cũng vậy, mình biết cái này thì cũng có khi mình không biết cái khác. Chính vì thì mình cùng chia sẻ với nhau trên cái kênh YouTube cũng như là hệ thống mạng như vậy đó, thì một người biết một ít thì dần dần là mỗi người đều biết hết đó, thì mình sẽ làm được hết tất cả những cái công việc mà liên quan tới vấn đề nuôi lươn. Ngoài ra thì còn có thể nuôi gà, nuôi vịt đó, thì mình cũng có thể chia sẻ với các bạn luôn. Nói chung là biết cái gì mình chia sẻ cái nấy vậy các bạn. Đó, mình sẽ cho lươn ăn xong rồi, bây giờ mình thay nước rồi đó, thì các bạn thấy là em mình nó thay nước xong rồi đó.
nó rất là sạch luôn. Thì thời gian mà mình cách từ ăn cho đến thay nước thì khoảng 2 tiếng đồng hồ các bạn. Nếu mà bạn nào thấy mình có thời gian thì có thể là khoảng 2 tiếng, 2 tiếng ngoài hoặc là 1 tiếng ngoài các bạn thay. Nói chung là nó ăn xong thì khoảng 1 tiếng, 1 tiếng ngoài sau là các bạn thay vẫn được. Còn lươn đồng thì không cần các bạn ơi, các bạn lươn đồng này có thể là một ngày một đêm mình mới thay. Thậm chí có khi mà bận công việc đó có thể 2 ngày mình mới thay luôn. Không sao, tại vì lươn đồng nó quen sống với cái môi trường ở ngoài thiên nhiên, với lại môi trường cũng không được giống như lươn mà bán nhân tạo. Cho nên phần này lươn đồng thì nó khỏe hơn nhiều, có thể 1 2 ngày mới thay. Còn mình nuôi bùn đó ha các bạn, nuôi lươn bán lươn đồng mà nuôi bùn đó thì rất là lâu luôn, có thể là các bạn nhìn thấy nước có độ dơ thì mình mới thay đó. Còn nếu không dơ thì thôi đó, mình cứ để đó. Thì nuôi lươn đồng thì nó bao giờ nó cũng khỏe hơn nhiều, nhưng mà số lượng của mình nuôi không được nhiều đâu. Có một bạn thì cũng chia sẻ với mình nuôi lươn đồng ít vậy thì cái nguồn kinh tế mình đâu có được bao nhiêu, nó sao không nuôi lươn bán nhân tạo. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn là nuôi lươn đồng thì từ lâu rồi mình đã theo cái nguồn lươn đồng lâu rồi, cho nên mình rất là thích thích nuôi lươn đồng hơn. Mặc dù mình nuôi ít nhưng mà mình lại bán cái giá nó rất là cao đó. Còn nuôi lươn bán nhân tạo thì nuôi rất là nhiều nhưng mà mình bán giá nó thấp. Chính vậy mình cũng không muốn kinh tế lớn lao gì, mình chỉ nuôi lươn đồng để mà mình bán ở ngoài thị trường. Số lượng mình nuôi ít, thì bạn nào mà cần thiết thì mình sẽ nuôi nhiều hơn, hoặc là nuôi lươn bán nhân tạo thì mình sẽ được cái nguồn lươn nó nhiều, nó lợi nhuận nó cao hơn. Thì ngoài ra thì mình cũng có cái hướng để mình nuôi lươn bán nhân tạo các bạn, mình ươm luôn cả lươn con đó. Thì phần này mình đã có chia sẻ các bạn rồi, cho nên năm nay mình cũng chưa có bán được cái nguồn lươn giống lươn con bán nhân tạo á. Lý do mình phải làm thử nghiệm, mình nuôi thử nghiệm xem rồi mình mới bán cho các bạn ở những lần sau. Vậy các bạn, thì đó là một số ý mình cũng chia sẻ với các bạn trong cái video hôm nay. Mong rằng được nhiều comment để mình tiếp tục làm thêm những cái video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn video sau.